chào bác nhá. Hôm nay cửa hàng Ba Trang nên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này em lên sẽ gồm có 7 cây cưa xích Nhật bãi, hàng tuyển lựa giá rẻ cho anh em nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. À, rồi thì đầu tiên bác nào xem clip thì nhớ vui lòng cho em xin một nút like nhé, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Lô này sẽ lô chữ KA các bác nhé, sẽ gồm có máy sơ qua giới thiệu này, sẽ gồm Echo 502 này, Sidewa 393 cực kỳ đẹp này, Singu này, con này Singu rất mới nhá. Đấy, Tanaka tay dài VIP đời trợ lực lớn này, Hitachi như hàng thùng nhá, Tanaka tay cụt cực kỳ đẹp và Makita rất là ngon các bác nhá. Rồi thì sản phẩm kia bác mục cơ xích bên em là sẽ có 3 món theo kèm rũ tiết tơ vít nhá. Bên em bán hàng ship hoàn toàn quốc và tất cả sản phẩm là bảo hành đóng điện bơm nhớt là 9 tháng cho bác nhá. À, rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Lô máy ngày hôm nay đầu tiên này, đầu tiên em có con máy đến từ thương hiệu của Makita nhá. Con này thì chạy cực kỳ ngon và giá cực kỳ mềm. Con này là Makita MD400, Makita MD400 nhá. Con này các bác hoàn toàn có thể đi cắt khai thác bán chuyên nghiệp nhá. Đấy, cắt khai thác nhỏ, các bác cắt những cây mà vanh gỗ tầm đường kính là đi 40-45, cắt vanh gỗ tầm 100 là thoải mái cho em. Con này máy được trang bị công suất khá là mạnh, 40cc, nòng 40 ly nhá. Lam của nó này, mặt cắt của nó là lam 40, mặt cắt còn 40, lam 45 xích là xài xích chung 91 cho các bác nhá. Trọng lượng máy của nó là đi 5kg. Con này thì thắng xích thắng xiếc đủ cả các bác nhá, full chức năng cho anh em. Bơm xăng phụ này, bơm xăng phụ viếc nhá, có hết nhá. Đó, con này máy thì liền làm. Và đặc biệt thì tua cực kỳ lớn nhá. Dòng này thì các bác hạ cây đứng các kiểu nhá, rất là ngon luôn. Đi cắt đùi cắt nương phải nói là tuyệt vời luôn các bác nhá. Trọng lượng nhẹ nhàng, di chuyển dễ dàng và đã giá cực kỳ rẻ. Con số 1 ngày hôm nay, con Makita 40cc nòng 40 ly giá chỉ 1.600.000 thôi. Các bác nào muốn mua con máy ngon bổ rẻ nhá, kinh tế hạn hẹp, xài hàng VIP giá mềm thì các bác tham khảo con này. Dòng này thì đồ đạc cực kỳ nhiều luôn các bác nhé, sẵn cho các bác luôn. Rồi con KA1 1.600.000 thôi, bao phí ship cho anh em. Test đổn KA1 này rất êm luôn. Chỉ là 1.600.000 thôi. Máy móc này đẹp keng luôn các bác nhá, 1.6 bao phí ship. Giá cực kỳ mềm và cực kỳ ngon cho các bác nhá. Máy chạy siêu êm. Rồi, tiếp theo con số 2. Số 2 và số 3 em có cặp cưa tay cụt nhá. Thì cái dòng cưa tay cụt thì thích hợp cho các bác nào và đặc biệt thì là cánh chị em phụ nữ này hay là các bác có tuổi rồi nhá. Mình muốn xài những cái dòng cưa mini mà các bác có nhu cầu cắt củi xung quanh vườn nhà, cắt leo trèo tiệt cành thì nó khá là tiện lợi nhá. Như những con này thì trọng lượng của nó sẽ rơi tầm 3.5kg thôi, cực kỳ là nhẹ nhàng. Đấy, con này máy thì trang bị công suất khá là mạnh nhá. Con số 2, mã của nó là PMS330A này, 33cc nhá, nòng 37 ly, được trang bị một cái trụ giật trợ lực này. Đấy, con này thì đi theo máy sẽ là cái lam của nó mặt cắt là đi 35 lam 40, xích là xài xích chung 91 cho anh em nhá, xích là xài xích chung 91. Con này các bác cắt củi gia đình, cắt leo trèo tỉa cành, cắt xung quanh vườn nhà. Và các bác nào mà mình có tuổi rồi, mình xài những cái dòng này nhá, cắt trang trại các kiểu cực kỳ loại xăng. Máy thì còn cực kỳ đẹp cho các bác này. Đó, ốc áng thì 7 màu, đẹp 9 nút cho các bác luôn nhá. Đấy, bô bọng này, trắng tươi luôn, chưa có cháy luôn các bác nhá. Con này thì giá của nó khá là mềm, chỉ 1.800.000 thôi. Mà các bác nào mà xài những con này thì chạy cực kỳ sướng nhá, tua lớn. Đấy, so với những cái dòng máy mà tay cụt của Trung Quốc thì các bác xài những con này độ bền sẽ cao hơn rất là nhiều luôn. Và đặc biệt cắt rất là khỏe, rất là nhanh, cực kỳ lợi xăng. Con số 2, 1.800.000, bao phí ship cho anh em nhé. Bao phí ship cho anh em. Rồi, em test nổ con KA2 cho bác này. Rất êm luôn này.
2, 1,8 triệu bao ship nhá. Rồi tiếp theo con số 3. Số 3 ngày hôm nay cũng là một con tay cụt cửa hàng mini, trọng lượng 3,5 kg. Con này đến từ thương hiệu của Hitachi. Con này thì quá nét luôn cho các bác rồi, hàng Hitachi thì xài siêu VIP rồi. Máy này cực kỳ mới nhá. Con này mã của nó là CS33 33cc 37 ly. Máy còn đẹp keng luôn các bác nhá. Còn này mà các bác xài còn bao giờ cho nó hỏng luôn. Thì các bác có một lưu ý giúp em, thì tất cả những cái dòng máy cưa xăng trên thị trường thì các bác đều phải xài động cơ là xăng pha nhớt nhá. Tỷ lệ pha khá đơn giản thôi, 1 lít xăng các bác pha 30cc nhớt, tương đương với là tầm 3 đến 4 nắp chai nhớt 2 thỉ là ok các bác nhá. Đấy, bơm xăng phụ nó nằm ở đây này. Những dòng bơm xăng phụ thì các bác lưu ý giúp em, khi các bác đổ xăng vào vận hành thì các bác phải làm thao tác là ấn cho em 3 4 phát ở đây cho nó căng cái này lên. Còn con này thì máy quá đẹp rồi, hàng Hitachi xài bao VIP cho anh em rồi. Miễn chê luôn. Con này thì mới đến hàng thiếu cái thùng thôi. Nhớt nhớt nó chỉnh trực tiếp trên này nhá, rất nhớt lam ạ, chỉnh trực tiếp trên này. Rất là trực quan luôn. Con này cắt củi gia đình, cắt kiếc các kiểu cực kỳ là ngon, tua máy lớn. Con này giá của nó nhá, K3 giá 2 triệu đồng bao phí ship này, máy đẹp như trong tranh. Test nổ số 3 cho các bác nhá. Test nổ này. Rất êm luôn. Con này găng ti để hơi thấp một chút xíu các bác nhé. Con này thì máy quá sắc cho các bác luôn. Còn số 3. Rồi tiếp theo số 4. Số 4 ngày hôm nay là một con tay dài. Các bác nào mà cắt gia đình, các bác không thích tay cụt thì các bác chuyển sang tay dài nhé. Con này cũng là con máy đời cao, cực kỳ đẹp cho các bác này. Tanaka Estat các bác này. Con này là 3359 các bác nhé. Cực kỳ là ngon luôn, đời 4 số. Máy cực kỳ đẹp luôn này. Chụp giật là trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn này, hỗ trợ tối đa cho các bác nào mà đặc biệt là có tuổi rồi hay là cánh chị em phụ nữ nhá. Phải nói là xài cực kỳ là sướng luôn. Làm xích theo máy này là mặt cắt làm là đĩa 35-40 nhá. Xích là xài xích chung 91. Thì cái này nó về nó dính cái nhựa thôi nha các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, tất cả những cái đầu lam cái kiểu này đụng đây nhá, nó không bị chóc một tí nào luôn. Đây nó dính nhựa thôi. Cái chữ này nó bị phai đi theo cái đường nhựa nhá khi mình vệ sinh. Còn máy cực kỳ đẹp luôn cho anh em nhá. Con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Máy thì đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Hàng con này thì chạy cực kỳ loại xăng, đời trợ lực lớn luôn, giật cực kỳ nhạy nổ, cực kỳ loại xăng luôn, tua lớn. Con máy này sẽ được trang bị công suất là 33cc, nòng 37 ly, trọng lượng máy là 4,5 kg cho các bác nhá. Cắt củi gia đình, cắt xung quanh vườn nhà, cắt leo trèo tỉa cành, cắt nhánh các kiểu này thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó. Rồi con K4 ngày hôm nay, một con cưa tay dài, hệ cưa gia đình cho các bác. Giá của nó 2.100.000 bao phí ship nhá. Test nổ của K4 này. Ngàn bao phí ship nhá. Quá nét luôn. Rồi tiếp theo con số 5 này. Số 5 này mới đẹp này các bác ơi. Con số 5 này một con đế từ thương hiệu của Singu. Con này thì hàng phải nói là đẹp 97-98%, thiếu mỗi cái thùng bỏ vào thôi. Máy cực kỳ nét cho các bác nhá. Đây là một con máy là phải nói là đời siêu cao. SPK 3920. Máy sẽ được trang bị công suất này, thì nó ghi thông số ở đây các bác nhá. Là 38,2cc này, nòng 40 ly. Máy cực kỳ xuất sắc cho các bác luôn này. Làm xích này, mới như chưa xài luôn cho anh em. Con này thì sẽ đi theo cái lam của nó nhá. Đây, mặt cắt của nó này, lam của nó mặt cắt là 40. Lam 45 mặt cắt còn được 40 nhá. Xích là xài xích lỡ, xích chân 325 thì xích này các bác đi xẻ khá là ngon. Con này thì thuộc hệ khai thác tầm trung, các bác đi cắt keo quế xoan xiếc này, bạch đàn bồ đề này phải nói là cực kỳ ngon, cắt cực kỳ là nhanh, hạ cây đứng. Mà vanh gỗ tầm 120-130 nhé. Đường kính là 45-50 là thoải mái cho anh em.
nó sẽ được trang bị một cái chụp giật trợ lực lớn to chà bá nhá. Thì con này rất đặc biệt. Thì thường những cái dòng mà được tích hợp là chụp giật trợ lực lớn như kiểu em này này thì sẽ không bao giờ được tăng tích hợp thêm cả van xả áp. Nhưng con này thì dòng này nhá, nó sẽ tích hợp cả chụp giật trợ lực lớn và cả xả áp tích hợp luôn, đầy đủ tính năng cho anh em luôn. Thì nó sẽ giúp khi các bác vận hành máy thì nó sẽ đẩy tất cả những cái, ví dụ mà cái nhớt các bác pha thừa hay là cạn nhớt, thì nó sẽ hạn chế tối đa cái khả năng đóng nguội đỉnh của những cái dòng máy cưa nhá, động cơ 2 thì đó, cực kỳ là ngon luôn. Trọng lượng máy rơi tầm gần 6 kg. Đấy, mặt tiền này xuất sắc luôn cho anh em nhá, khỏi chê luôn. Con này thì hàng đẹp đến 97-98%, hàng thiếu thùng, gọi là hàng siêu tầm trưng bày luôn, hàng sinh gu, chạy bao ngon cho bác luôn nhá. Dòng này thì siêu bíp rồi, siêu bíp cho anh em rồi, chạy rất khỏe nhá. Đấy, rất khỏe luôn, máy đời cao. Con này giá của nó này là 2.800.000 cho con số 5 ngày hôm nay nhá. 2.800.000 là em đã bao phí ship toàn quốc cho bác rồi. Em test nổ con số 5 cho bác nhá. Rất êm. Đây, chủ giật cho lực lớn này cực kỳ nhẹ nhàng nhá, phải nói là hỗ trợ tối đa khi các bác vận hành luôn. Số 5 2.800.000 bao phí ship cho anh em. Rồi tiếp theo số 6 này. Và số 6 ngày hôm nay là em có con máy là đến từ thương hiệu cưa số 1 của Nhật Bản. Con này là con Shidawa. Con này là Shidawa 393 nhá. Máy siêu vip luôn cho anh em, cực kỳ đẹp này. Làm này như chưa xài luôn. Đây, đầu lam của cực kỳ dày nhá. Con này thì gọi là hàng lướt rồi cho bác nhá. Con này thì sẽ được trang bị cái lam của nó mặt cắt là 35-40, xích là xài xích chân 25 lam đa tinh tản nhiệt nhá, còn cực kỳ đẹp luôn. Ốc á này phải nói là đẹp xuất sắc. Để nói về thương hiệu Shidawa thì nó chạy cực kỳ êm, bền và độ tiêu hao nhiên liệu phải nói là siêu ít luôn. Cắt máy cắt khỏe nhá. Con này hạ cây đứng này. Các bác đi cắt khai thác tầm trung và banh gỗ tầm 120 đường kính 45-50 mà các bác xài những cái dòng Shidawa mà 40cc nòng 40 ly này phải nói là rất là ngon nhá. Trọng lượng nó nhẹ thôi. Trọng lượng nó rơi tầm gần 6 kg thì các bác di chuyển quá là dễ dàng rồi. Đây, cực kỳ đẹp cho anh em nhá. Cực kỳ đẹp cho anh em luôn. Có van xả áp nhá. Đời này có xả áp luôn này. Con 393 này quá đẹp luôn này. Các bác nhìn lam xích này biết cái độ mới của máy nhá. Cực kỳ ít xài luôn. Lam là tinh tản nhiệt thì xài bao giờ cho nó hỏng, cực kỳ bền nhá. Đấy, máy con này thì đi khai thác tầm trung. Đấy, khai thác keo quế mỡ bạch đàn các kiểu nhá. Rất là ngon, dừa riếc này. Đó, con Shidawa này quá đẹp luôn cho anh em nhá. Shidawa xài quá chất rồi. Đấy, giờ cái hệ cưa cao cấp rồi các bác nhá. Hệ cưa cao cấp, hệ cưa vua rồi. Rồi, con số 6 ngày hôm nay 2.900.000 nhá, là bao phí ship cho tất cả anh em. Em test nổ con số 6 ngày hôm nay cho các bác nhá. Êm ơi. Chất lượng rồi. 2.900.000 cho con số 6 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo con cuối cùng của lô ngày hôm nay nhá. Thì em sẽ có một con khai thác chuyên nghiệp giá mềm cho anh em này. Con này thì con này đến từ thương hiệu của Echo. Con này là Echo 502 các bác nhá. 502 máy móc cực kỳ đẹp này. Con này lam cực kỳ xuất sắc nhá. Đấy, con này phải nói là có cái lam quá đẹp luôn cho anh em. Lam dài nhá, con này lam 6 này, lam 60 các bác này, xích là dài đương nhiên rồi. Máy lớn này là xích đại, xích chân 72 nhá. Thì cái dòng Echo này một cái dòng rất là bền. Rất là bền. Đây này, nó dính cái đầu nhựa đây các bác nhá. Rất đẹp luôn cái lam này. Và nó quá xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, xích là lại xích đại, xích chân 72. Bộ lam xích này ăn tiền luôn các bác nhá. Con máy này thì là máy lớn. Máy thì được trang bị công suất là 50cc nhá. Và đặc biệt thì các bác biết rồi,
máy của Nhật á, nó là hàng máy hãng, nó ghi cực kỳ là thực công suất nhá. Thì với công suất như này thì con này xài phải nói là bao khỏe cho anh em xẻ xiếc các kiểu cực kỳ ngon. Và đặc biệt thì giá cực kỳ ưu đãi nhá. Con này giá của nó chỉ là 2.400.000 thôi thì các bác đã sở hữu được một con máy cưa phải nói xài siêu bíp cho anh em luôn. Giá cực kỳ mềm. Dòng này thì với công suất 50cc nó chạy cực kỳ lợi xăng luôn. Đấy, trọng lượng máy. Trọng lượng máy con này nó rơi 8kg nhá, lam dài, máy lớn cho nên là trọng lượng nó khá nặng. Anh em cân nhắc khi chọn con này nhá. Các bác nào muốn mua con máy mà khai thác chuyên nghiệp, giá mềm thì các bác chọn con này. Giá chỉ của nó chỉ là 2.400.000 thôi. Bao phí ship mà công suất lên tới là 50cc thì phải nói là xài cực kỳ là mạnh mẽ cho anh em nhá. Lam xích của nó là cực kỳ đẹp rồi. Lam xích rất là bền luôn. Lam này lam Echo quá bền luôn. Lam Latin này quá bền luôn cho anh em nhá. Rồi, con cuối cùng ngày hôm nay, con cuối cùng của lô ngày hôm nay, con KA7 2.400.000, bao phí ship cho tất cả mọi người nhá. Em test nổ này. Rất là giòn luôn. Con này chạy cực kỳ khỏe. Rồi, con cuối cùng của lô ngày hôm nay 2.700.000, bao phí ship. Đó rồi, ok, thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chào tất cả mọi người.